có vẻ như VPF đã trang bị bổ sung các cabin kỹ thuật mới cho sân nhà của các đội bóng tân binh của giải hạng nhất quốc gia ở hai mùa giải gần nhất, để đồng bộ với các sân bóng còn lại tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Sau những hình ảnh của cabin kỹ thuật mới tại sân vận động Đồng Nai, những hình ảnh mới nhất từ sân vận động Hòa Bình cũng cho thấy, các cabin hiện đại này cũng đã xuất hiện tại đây. Việc đồng bộ trang thiết bị cho các sân vận động tại V-League theo hướng chuyên nghiệp, không chỉ để phục vụ các đội bóng mà còn góp phần nâng cấp hình ảnh các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam. Sân vận động Tinsulanon đang tiến hành lắp đặt thêm ghế ngồi trên khán đài. Những chiếc ghế được lắp đặt trên khán đài phía đông sẽ khảm theo hình tượng nàng tiên cá đang lặn dưới biển sâu, đại diện cho câu lạc bộ chủ quản Songkhla FC. Công việc cải tạo sân vận động Tinsulanon ngoài phục vụ câu lạc bộ Songkhla, còn nhằm mục đích hướng đến SEA Games 33, khi sân vận động này sẽ là một trong những địa điểm tổ chức. Tinsulanon là sân vận động được hoàn thành vào năm 1995 tại tỉnh Songkhla, miền Nam Thái Lan. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả. Đây là sân nhà của Songkhla FC, đội bóng đang chơi tại Thai League 2.